đã là người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì nhất định không thể bỏ qua yếu tố phong thủy. Đặc biệt, sử dụng trụ thạch anh trong nơi làm việc đang được nhiều người quan tâm. Ý nghĩa của trụ thạch anh đối với người có lòng tin rất là lớn. Tuy vậy, không phải ai cũng biết rõ điều này và cách sử dụng trụ đá. Nào, hãy cùng Nhà sàn Tây Nguyên điểm qua tất tần tật về trụ thạch anh hiện nay nhé. Trụ thạch anh là vật phẩm phong thủy có hình trụ thẳng đứng, được chế tác từ đá thạch anh tự nhiên, một loại đá phong thủy mang năng lượng dương mạnh mẽ. Cấu tạo của trụ đá cũng vô cùng đơn giản, gồm phần chớp, phần thân và phần đế. Phần đế của trụ được làm khá vững chãi và chắc chắn. Phần thân càng lên cao thì càng thu hẹp và đến phần chớp thì được làm nhọn lại. Vì kích thước và màu sắc của trụ thạch anh phong thủy được chế tác với rất nhiều mẫu mã đa dạng, thậm chí còn được chế tác dựa trên mệnh và tuổi. Một số trụ thạch anh hiện nay có thể kể đến như trụ thạch anh trắng, trụ thạch anh vàng, trụ thạch anh hồng, phục vụ đủ mọi nhu cầu phong phú của người sử dụng. Ý nghĩa của trụ đá thạch anh phong thủy. Trụ thạch anh mang đến nhiều ý nghĩa trong cuộc sống và công việc cho người sử dụng. Ngoài mang ý nghĩa bảo vệ gia chủ thì nó còn mang tín ngưỡng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để trụ thạch anh có tác dụng thì chúng ta cần phải biết cách mua và sử dụng. Trụ đá thạch anh phong thủy mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt, nhưng được biết đến phổ biến nhất là để trấn trạch nhà cửa. Điều này là do thạch anh là loại đá tự nhiên tồn tại hàng triệu năm dưới lòng đất nên mang nguồn năng lượng tích cực. Khi đặt trong nhà hay nơi làm việc sẽ giúp bảo vệ gia chủ khỏi sự xâm nhập, quấy rối của ma quỷ. Thậm chí, trụ thạch anh còn được đánh giá mạnh hơn quả cầu thạch anh. Trụ thạch anh được xem là đại diện cho sự kiên cường, mạnh mẽ và bứt phá. Chính vì vậy, vật phẩm rất phù hợp với những người kinh doanh và làm nghệ thuật. Trụ đá thạch anh sẽ giúp kích thích trí não của gia chủ, từ đó đưa ra những ý kiến, kế hoạch đột phá, hoàn hảo. Đồng thời, còn giữ cho tâm trí được sáng suốt nhằm đưa ra các quyết định chính xác, hiệu quả. Hơn thế nữa, trụ thạch anh còn có nhiều ý nghĩa đối với sức khỏe của người dùng. Nó giúp cho gia chủ giải tỏa căng thẳng, giảm stress và mệt mỏi. Trụ thạch anh không chỉ có tác dụng tâm linh mà còn có những tác dụng mang tính khoa học. Nó giúp hóa giải những luồng sóng điện từ xuất phát từ các thiết bị điện tử, từ đó giúp tăng cường chức năng cho hệ tiêu hóa và cải thiện mối quan hệ người thân, tình cảm và đồng nghiệp. Mọi người sẽ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Những điều cần lưu ý khi sử dụng trụ đá thạch anh. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh mà đá mang lại, thì bạn cũng cần quan tâm đến những điều kiêng kỵ trong quá trình sử dụng. Nếu như không biết rõ những điều cần tránh, rất có thể trụ thạch anh sẽ không được linh nghiệm và có giá trị tâm linh nữa. Thậm chí trong một số trường hợp, gia chủ sẽ có thể chịu tác dụng ngược dẫn đến gặp những điều kém may mắn trong cuộc sống. Vì vậy, để đá phong thủy phát huy được hết tác dụng cho gia chủ, thì bạn cần lưu ý những điều sau đây. Đầu tiên, bạn cần chọn mua trụ thạch anh ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái được làm từ nguyên liệu đá bình thường hoặc đá nhân tạo. Thứ hai, bạn cần đặt trụ đá ở những vị trí hợp lý, không nên đặt ở những nơi thiếu trang nghiêm như nhà bếp, góc phòng. Ngoài ra, vị trí phương sát khí hoặc giữa đường đi cũng là nơi bạn cần tránh đặt đá. Cuối cùng, trụ thạch anh mua về nên được làm sạch thật kỹ trước khi đem vào sử dụng. Điều này sẽ đem đến một sự tôn trọng đối với vật phẩm phong thủy. Video hôm nay vừa đem đến cho bạn những thông tin thú vị về trụ đá thạch anh. Chắc chắn rằng đây là món đồ phong thủy mà bạn không nên bỏ lỡ cho công cuộc học tập hay làm việc của mình. Nếu như còn bất kỳ băn khoăn hay mong muốn mua trụ thạch anh, Nhà sàn Tây Nguyên sẵn sàng đem đến cho bạn sản phẩm tốt nhất. Bạn có thể truy cập vào đường link phần mô tả bên dưới hoặc gọi số hotline 0903 097626 để được chúng tôi hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video. Nhà sàn chào bạn, chúc bạn thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.